Hôm nay các bạn giới thiệu các bạn cái biểu thức chính quy ha. Biểu thức chính quy hay ta gọi tiếng Anh gọi là regular expression. À, cái này thì nó dùng mục đích, nó dùng để làm gì? Dùng để validation form, tức là bắt lỗi đầu vào, bắt lỗi dữ liệu nhập vào ha. Tại sao lại bắt lỗi dữ liệu nhập vào? Ví dụ thứ nhất nè, ví dụ như thế này nhé, các bạn có một cái kiểu dữ liệu là ngày tháng ha, ngày tháng các bạn lưu trữ vào trong database, đúng không? Lưu trữ vào SQL Server, ok. Thì trong SQL Server nó lưu trữ cái kiểu là date, đúng không? Hoặc là date time. Nếu các bạn nhập sai, đúng không? Nó phát sinh ra cái lỗi, nó gây ra cái lỗi, lỗi hệ thống, tức là lỗi của chương trình, nó văng lỗi luôn. Cho nên là trước khi các bạn nhập dữ liệu vào, các bạn chặn cái lỗi đấy trước khi các bạn nhập vào database, hiểu không ạ? Mình phải chặn cái lỗi này trước khi nhập vào database thì nó sẽ không ra cái, gây ra cái lỗi hệ thống này. Tại cái thời điểm là mình nhập từ cái màn hình của mình á, ví dụ web, các bạn có học web đúng không? Thì mình chặn từ thời điểm tại cái form web á, mình submit cái, mình gửi đi cái form đi một cái thì nó phải bắt lỗi trước, đúng không? Hoặc là mình trước khi mình nhấn ok nhập cái thì nó phải bắt lỗi trước, nó phải thỏa mãn cái điều kiện của mình. Một số cái thì mình cần phải bắt lỗi, ví dụ như là nhiều lắm, email nè, số điện thoại nè, để nó đúng chuẩn của mình. Nhiều người nhập ABC, không nhập AMOC, không nhập gì cả, thì mình không biết được có phải là email hay không. Nhưng mà trước khi check email đúng hay là không đúng thì mình cần phải check cái định dạng nó đúng trước đã nhá. Rồi password nè, đã đủ bảo mật hay không chưa nè, đúng không? Nhiều lắm, đúng không ạ? Rồi ngày tháng nè, vân vân. Đó, mình bắt lỗi, tức là mình đưa ra một số cái quy ước để mình bắt lỗi ha. Ok, thì rất là nhiều thứ các bạn cần phải bắt lỗi trước khi nhập vào, gửi lên server, hiểu không ạ? Vậy thì cái ngôn ngữ lập trình nó sinh ra cái anh này gọi là biểu thức chính quy. Các bạn sắp tới học môn JavaScript nó có luôn, thì các bạn có thể search như thế này: regular expression in Java, hoặc là regular expression in Java, hoặc là in JavaScript. Bản chất nó gần giống nhau, cho nên hôm nay các bạn học cái này thì sang môn JavaScript các bạn học rất là đỡ, rất là dễ ha. Rồi, vậy thì các bạn chỉ cần lên mạng các bạn search cho cô từ khóa này thôi. Ok, đó. Đấy, W3 School có luôn nè, đúng không? Hay là Tutorial Boy có nè. Đấy, bạn nào mà muốn search tiếng Việt thì thay chữ in này bằng chữ trong, trong Java, thì nó sẽ một loạt tiếng Việt đấy các bạn. Kotlin.io nè, thấy không? Rồi Open Planning nè. Đấy, tiếng Việt. Nhiều bạn thì thích sử dụng tiếng Anh, nhiều bạn thích sử dụng tiếng Việt, đúng không? Đấy, Kotlin là có hướng dẫn nè, được chưa? Đấy. Vậy thì bản chất anh này là gì? Bản chất anh này là gì? Đầu tiên các bạn phải tạo cái mẫu. Bước 1 là tạo mẫu, hay ta gọi là cái pattern ha. Tạo cái mẫu. Ví dụ như các bạn may một cái áo hay cái quần á, các bạn phải vẽ cái mẫu, đúng không? Sau các bạn mới áp cái size vào, đúng không? Ví dụ size F, size L, size M, size XL, nhưng mà phải đúng cái mẫu đó, đúng không ạ? Thì bây giờ mình phải tạo mẫu. Đây. Sau đấy là mình gì đấy ạ? Bước 2 là mình phải so khớp. Mình phải so sánh. So sánh cái dữ liệu vào với cái mẫu đã tạo. Nếu so khớp, nếu đúng thì cho nhập. Nếu sai, sai theo mẫu thì nhập lại. Đó, vậy thôi. Mình tạo cái mẫu, đúng không ạ? Và cái khó nhất là mình tạo mẫu này các bạn nhé. Nó sẽ có quy tắc.
khi tạo mẫu này sẽ phải có có quy tắc để tạo mẫu đấy, thì người ta mới gọi là biểu thức quy tắc đó, hay là biểu thức chính quy đó ha, cái regular này đó, nó phải có quy tắc. Vậy vấn đề ở chỗ là mình phải học cái quy tắc này đấy. Vậy quy tắc này sẽ có những cái quy tắc cơ bản gì, đúng không ạ? Quy tắc cơ bản nhá, nó sẽ có ký tự đại diện. Có lẽ ví dụ nhá, ví dụ dấu mốc vuông đây nè, nó sẽ đại diện cho một ký tự. Ví dụ cô để là x, y, z, nó sẽ đại diện trong này, nó dấu mốc đấy tương đương với một ký tự, và ký tự ở đó trong đó nó chỉ có thể là x hoặc y hoặc z. Vậy nếu như thế nào thì thỏa mãn? Nếu dữ liệu nhập vào là x hoặc y hoặc z thì nó thỏa mãn, còn nhập bất kỳ ký tự nào đều không thỏa mãn, đúng không ạ? Rồi, hoặc là cũng là đại diện một ký tự, một ký tự nha. Đó, cái này là để phủ định là mũ nào x, y, z. Vậy thì nó nhập cái gì cũng được trừ x, y, z ra. Cái mũ là phủ định. Nhập cái gì cũng được trừ x, y, z ra. X, y, z nhập là sai, hiểu không ạ? Vậy nhập gì cũng được, bất kỳ ký tự nào, trừ x, y, z. Đó. Hoặc là như này, 0 tới 9, một ký tự thôi, nhưng nó từ 0 tới 9. Số 1 hợp lệ, số 2 hợp lệ, số 3, từ nó giúp số nguyên là hợp lệ. Bất kỳ ký tự nào không hợp lệ, đúng không? Hoặc là A tới Z, được chưa? Ok. Đấy, A tới Z, A tới Z, hoặc là A hoa tới Z hoa, viết liên tục không có dấu cách. Dấu cách nó hiểu là một ký tự nhá. Nếu để trong này là dấu cách, nó hiểu là cho phép nhập dấu cách á, hiểu không? Đấy, nó tương đương với một ký tự nhá. Rồi nhìn nào, hoặc là sẹt D, D là viết tắt của từ digit, sẹt D thì tương đương với 0 tới 9 là ký số, hiểu không? Sẹt W gồm nè, sẹt W nè gồm A tới Z, A hoa tới Z hoa, 0 tới 9 và dấu ship gạch. Nếu không nhớ thì mình tra, hiểu không? Đây, chỉ nhá, không nhớ nào, không nhớ thì mình tra, chưa? Đây nào, đây, ABC, phủ định ABC 0 tới 9 nè, sẹt D nè, trời, đâu rồi? Đây, sẹt D nè, digit nè, digit nè, số nè, sẹt W đâu? Sẹt W đâu? Cái gì vậy? Gì vậy? Ủa, trong này không nói sẹt W à? Search nó ra, đúng rồi. Ơi, tôi ánh giờ. Trời trời, JavaScript cũng được, Java cũng được, hoặc ở đây nó có nè. Cái này có không? Đây. Đây, sẹt W nè. Ký tự chữ nè. Đây, A tới Z, A hoa tới Z hoa, ship gạch nè, và 0 tới 9 nữa, thấy không? Tương đương, thấy chưa? Có cái dấu ship gạch này các bạn. Ok chưa? Đấy, nó đủ hết nha. Rồi, W, D, sẹt W là phủ định của nó, không phải chữ là được, phủ định của nó. Rồi, ok. Và nó tương đương, mỗi cái sẹt đấy nó tương đương với một ký tự nhé.
Rồi, vậy thì bây giờ như này, nếu mà một ký tự thì thể hiện như nào? Bây giờ trong khi đó mình có một cái chuỗi mình nhiều ký tự, làm sao? Thì nó có gọi là lặp, đúng không? Lặp. À, nếu như các bạn để như này, A tới Z, và lặp nè, lặp nè. Nếu mà để dấu chấm hỏi, nếu là chấm hỏi thì có thể là có hoặc không có một ký tự thôi. Được chưa? Các bạn coi nha. Chấm hỏi nè. Xuất hiện không hoặc một lần, có hoặc không có. Được chưa? Không hoặc một lần. Rồi, nó có tiếp là gì đấy ạ? Dấu sao thì sao? Không đến N lần. Được chưa? Còn dấu móc nhọn nè. Ví dụ như N,M, tức là xuất hiện N tới M lần. Ví dụ số điện thoại nhé, 10 hoặc 11 số, đúng không? À, số điện thoại các bạn muốn để số, đúng không? Đây, 0 tới 9 số, đúng không? Xuất hiện 10 hoặc 11 lần là như này. Hiểu không ạ? Là số đồ dài từ 10 đến 11. Đấy chưa? Tức là lặp nè. Cái ký tự này lặp 10 lần hoặc 11 lần, nhỏ hơn 10 hoặc lớn 11 là sai. Hiểu hiểu ý không? Understand. Cái này gọi là cái lặp. Vậy thì cái lặp nó có các loại lặp nè. Dấu sao nè, dấu cộng nè, dấu chấm hỏi nè, với dấu móc nhọn nè, dấu móc nhọn chính xác bao nhiêu lần nè. Từ bao nhiêu lần đến bấy nhiêu lần nè. Rồi sao chấm hỏi nè. Là xuất hiện không hoặc nhiều lần. Ok chưa? Ok. Rồi, nó có một cái cũng rất là quan trọng nữa, đó là cái dấu mũ và dấu đô la. Dấu mũ nè, dấu này nè là start, dấu đô la là end. Thì nếu như các bạn so khớp là cái dấu, để dấu đô la đằng trước thì nó so khớp khúc đầu, để dấu mũ đằng trước là so khớp khúc đầu, để dấu đô la đằng sau cùng là so khớp khúc cuối. Cô lấy ví dụ như sau. Cô lấy ví dụ nha. Cô tạo một cái mẫu. Đây. Ví dụ. Tạo một cái mẫu là mẫu là string pattern bằng sẹt sẹt ha. Dấu nháy, sẹt sẹt là JavaScript, chấm phẩy. Cô để là dấu mũ đằng trước, chữ hello, cái mẫu này thôi. Vậy thì những chuỗi nào nó sẽ khớp với cái mẫu nào? Mẫu này. Cái chuỗi nào mà có chữ hello ở đầu là khớp. Còn sau cái gì tôi không quan tâm. Ví dụ, chuỗi này là khớp nè. Chuỗi là hello, của là khớp, hello, ABC là khớp. Chuỗi này là sai nè. ABC hello, mặc dù có hello, XYZ là sai. Mặc dù có hello nhưng hello này không nằm ở đầu. Hiểu không? Tức là nó chỉ so khớp khi nào chữ hello nằm ở đầu tiên thì nó mới khớp. Mới đúng, gọi là trùng khớp với mẫu. Hiểu không? Vậy ở cái với cái mẫu như này á, nó chỉ khớp cái gì? Nó chỉ trùng khớp với cái khúc đầu thôi. Hiểu không? Rồi, tiếp ha. Nếu mà chuỗi là string versatile này bằng cái mẫu của cô là bằng chữ em đô la. Đúng không? Thì những cái mẫu nào mà có chữ em đằng cuối cùng là mới khớp. Đúng không? So khớp là đúng nè. Chào em là đúng. Còn nếu mà sai nè. Đó. Chào em, anh đợi em từ chiều. Chiều là sai. Nhưng mà nếu như này là đúng nè. Chào anh đợi em từ chiều, đúng không? Anh đợi em từ chiều. Chấm 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 em. Thì đúng. Có chữ em ở cuối. Hiểu không? Miễn là có chữ em chữ cuối là nó đúng. Nhưng mà chữ em xuất hiện bất kỳ chỗ nào là không có đúng. Cái này là so khớp cuối. Còn như này là so khớp nguyên cả chuỗi nè.
String à, pattern gắn bằng pattern nhé. Đây, gắn bằng à, mũ đô la. Rồi, ở dưới này cô để là gì? Ví dụ cô để là các bạn nhập một cái chuỗi bất kỳ mà không có dấu cách nha, từ A tới Z mà nó độ dài nó là phải lớn hơn 6 ký tự. Giống như username password á, username phải lớn hơn 6 ký tự, đúng không? Đúng không? Username lớn hơn 6 ký tự và phải chỉ có chữ hoặc số. Có ship gạch không? Có ship gạch. Được không? 6 ký tự thôi, ví dụ vậy. Hoặc là thôi lấy chữ không thôi nhá. Vậy cô sẽ để như này nè. Nếu lấy chữ cô sẽ để là A đến Z. A đến Z hoặc A hoa đến Z hoa. Không có số. Nếu có số thì là 0 tới 9. Được không? Nếu không có số thì thôi. Sau lặp 6 ít nhất 6 lần nè. Con độ dài lớn nhất bao nhiêu cũng được. Để chỗ này trống cho cô. Hiểu không? Đấy. 6 phẩy không để gì cả, tức là tối thiểu là 6, còn lớn bao nhiêu cũng được. Hiểu không ạ? Rồi, thì nó phải so khớp nha, như thế này nè. Đấy, đúng nè. Ví dụ như là để hướng TT là đúng. Nhưng bạn nào để sai nè. Sai nè. À, hướng không đúng, tại vì nó chỉ mới có 5 số đúng không? Không đúng, sai. Hay là à, xin chào. Chuỗi nhà cũng 6 nè, xin chào 6 nè, nhưng sau đó các bạn để số. Không đúng, tại vì nó phải so khớp từ đầu đến cuối. Có nghĩa là từ đầu đến cuối nó phải. Trời ơi. Đấy nha. Nhưng mà nếu có mũ mà không có đô la các bạn. Nếu có mũ mà không có đô la thì cái này nó vẫn khớp. Vẫn so khớp. Miễn là 6 số đầu thôi, 6 chữ đầu thôi, hiểu không? Nhưng ở đây cô lại để cả đô la cho nên nó phải so khớp cả đầu cả cuối. Cho nên khúc cuối nó sẽ nhìn thấy anh này không phải là chữ. Đúng không? Là không hợp lệ. Hiểu ý cô chưa? Được chưa? Đấy. Cho nên nếu các bạn muốn bắt lỗi chính xác, thường các bạn sẽ để mũ và đô la luôn. Ok không? Hiểu chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ làm demo nha. Demo cái bài hôm nay. Đấy, mình sẽ demo bài lab ha. Bài 3 lab 6 nè. Nhập mảng 5 sinh viên. Mỗi sinh viên gồm họ, tên, email, số điện thoại, chứng minh nhân dân. Kiểm tra nè. Thông báo lỗi nhập không đúng định dạng nè. Email và số điện thoại và chứng minh nhân dân. À, thực hiện tương tự như bài 3 để nhập danh sách sinh viên. Đúng không? Kiểm soát dữ liệu nhập bằng cách sử dụng biểu thức chính quy. À, để kiểm tra và thông báo lỗi email, số điện thoại và chứng minh nhân dân. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái mẫu của email và số điện thoại. Ok chưa? Đây. Sao bị lag ta? Lab slide 6 nhé. Cô vào mở slide 6 đi. New một cái class à. Ở đây là bài 6. Lab 6. Bye bye nhé. Ủa cái máy của nó nóng lắm á. Máy của nó nóng rực luôn á. Hay quá. Public state requirement nhé. Rồi. Bây giờ cô sẽ tạo một cái hàm nhập nhé. Hàm nhập. Tạo một cái class là class gì ạ? Class gì các bạn? Sinh viên, họ tên, email, số điện thoại. Đúng không? Trời ơi. Tạo class sinh viên nào. Các bạn lưu ý cho cô nhé. Trong một cái file thì nó có một class là public. Class public đấy là phải trùng tên với tên class, phải trùng tên với tên file. Còn trong đó các bạn tạo bao nhiêu class là tùy mình. Class này không phải public. Ok chưa? Class sinh viên ha. Rồi. Ồ, đỡ thiệt chứ. Ok, chỗ này các bạn để cho cô này.
để public nhé, cô không để private, cô chỉ mục đích bài này cô chỉ demo cái gì ạ, cái pattern thôi nhé. Đó, cho nên chỗ này là cô sẽ là public. Họ tên là string, họ tên rồi gì nữa các bạn, email, số điện thoại, chứng minh nhân dân, cô tất cả cô đều để là string hết. Email, số điện thoại, chứng minh nhân dân nhé. Cái này là email hay là số điện thoại, chứng minh nhân dân ha. Ok, để đó đã. À, có thể các bạn tạo thêm cái constructor cho nó. Insert code, tạo constructor là getter set, không cần, tôi vào constructor. Constructor gồm 4 cái anh này. Đó, và constructor không đổi số ha. Constructor không đổi số. Ok. Đấy, nếu bạn nào mà kỹ hơn nữa thì có thể copy cái constructor không đổi số cái nội dung vào đây. Cái này là chuỗi cho nên các bạn, một là để null, hai là để nháy. Cái này có những gắn giá trị ban đầu cho nó, ok chưa? Chưa có gì thì gắn rỗng, ok chưa? Gắn cái chuỗi rỗng á. Hiểu không? Hiểu không? À, constructor nó chỉ quan tâm cái gì ạ? Tên và cái tham số có hay không, còn nội dung viết sau là tùy mình ha. Nội dung viết sau là tùy các bạn tùy biến ha. Rồi, về cô có hai constructor như này để các bạn xử lý. Rồi, bây giờ các bạn muốn nhập 5 sinh viên đúng không? Bây giờ cô sẽ làm cái hàm nhập. Hàm nhập tách ra. Rồi, public static nhập, void nhập, đúng không? Đó. Cô tạo một cái mảng, ở đây là array list. Một cái array list. Array list nè các bạn. Nó các bạn phải import cái Java util nha. Rồi, cái này là sinh viên. Ok. Danh sách bằng new array list. Ok. Rồi. Các bạn viết hàm nhập, mỗi lần các bạn có thể nhập một cái hoặc nhập hai cái tùy. À, muốn nhập tiếp thì các bạn nhấn nhập thôi. Bây giờ cô cho nhập bao nhiêu cái cũng tùy ha. Các bạn dùng cái do while. Chu, cái gì vậy trời? Đó. Rồi, nhập tương anh này. Cô sẽ nhập là họ tên, email, số điện thoại. Ok chưa? Họ tên không bắt lỗi, chỉ bắt lỗi email, số điện thoại và chứng minh nhân dân thôi. Ok. Thì bây giờ cô sẽ tạo nè. À, system out print. Nhập họ tên. Đúng không? Rồi. À, các bạn có thể để là gì đây ạ? À, string họ tên sẽ gắn bằng sc.nextline. Sc thì để vào đây, scanner. Sc gắn bằng new scanner. System.inham. Ok. Rồi, nhập anh này. Đấy. Sau đấy các bạn nhập tiếp. Cái này là cái email, đúng không? Đây, tạo pattern email. Pattern nhé. Email. Email thì mình đặt ra mẫu mà, do mình quy ước. Vậy cô sẽ quy ước mẫu như này thì đúng nè. Ví dụ như hướng tt amoc gmail.com đúng nè. Đúng không? Hướng tt nè. 43 nè, amocfe.edu.vn đúng nè. Hương tt nè, amocfpt.edu.vn đúng nè. Rồi các bạn nhé, bây giờ mình phân tích mẫu nè, nhìn nè. Nó phải có dấu amoc đúng không? Đúng chưa? Rồi, vậy tôi sẽ có string, pattern, email, bằng nè. Không biết có cái gì cứ để dấu amoc rồi đã.
không biết có gì, cứ để ở amok rồi đó. Bởi vì chắc chắn nó phải có dấu amok. Rồi bây giờ mình phân tích trước amok nha. Trước amok thì chữ và số có thể có ship gạch, đúng không? Nhưng chữ đầu tiên bắt buộc phải là ký tự. Ship gạch đầu tiên không được, số đầu tiên không được, đúng không? Số đầu tiên được không? Được không? Được, được luôn à? Vậy thì ship gạch được không? Ship gạch được không? Đầu tiên được không? Rồi tùy các bạn, tùy các bạn. Vậy giả sử nó được thì mình dễ rồi. Vậy thì ở đây này các bạn, đầu tiên á, nó sẽ có gì ạ? Nó sẽ có gì ạ? Chữ, số và ship gạch, đúng không? Và chữ, số, ship gạch thì tương đương với dấu sẹt gì ạ? Sẹt W, chính xác. Vậy ở đây các bạn nhìn nào, cô để cái sẹt W. Đúng rồi. Trong Java thì phải để hai dấu sẹt, bởi vì sao ạ? Dấu sẹt là ký tự đặc biệt, hiểu không? Trong Java bắt buộc phải để hai dấu sẹt, còn trong JavaScript thì một dấu thôi nha. Riêng Java hai dấu sẹt bởi vì sao? Bởi vì là cái dấu sẹt của nó là ký tự đặc biệt. Để mình show ra cái một dấu sẹt thì mình phải đặt trước nó một dấu sẹt. Bữa trước học chuỗi, chuỗi chưa? Dấu sẹt là ký tự đặc biệt, hiểu không? Rồi, lặp bao nhiêu lần? Tối thiểu bao nhiêu ký tự? 3 đi ha. 3 đi, mình đặt quy ước mà. Tối đa bao nhiêu ký tự? Bao nhiêu cũng được. Ok chưa? Xong chưa? Xong cái mẫu khúc đầu chưa? Trước amok chưa? Rồi bây giờ mình phân tích sau amok nè. Phân tích sau amok nha các bạn nè, nó chia thành hai phần. Phần này có phải tên domain không? Tên domain đúng không? Ok chưa? Còn phần sau này là gì đấy ạ? Cái miền .edu.vn rồi .france.japan gì đó, đúng không? Cái miền, đúng không? Của quốc gia rồi của doanh nghiệp vân vân, đúng không? À thì các bạn để ý nè, mình sẽ làm anh này trước. Cái tên của doanh nghiệp á mình làm trước. Vậy nó sẽ là như này. Nó cũng là sẹt W, nó cũng có số, có ấy luôn. Và tối thiểu của nó các bạn thấy có chữ FE, đúng không? Nó có chữ FE, có nghĩa là chỉ cần hai ký tự là đủ, đúng không? Như vậy. Đấy, giống nhau chưa? Rồi nhìn nào, bây giờ mình mới phân tích đến cái phần sau. Các bạn để ý nhá, nó có chấm edu nè, sau chấm vn nè. Như này đúng, như thế này sai nè, như thế này là sai nè. Ví dụ như là hường tta móc fpt chấm edu, xong chấm cái, chấm để bơ vơ là sai, đúng không? Hay là hường tta móc fpt chấm edu chấm vn, xong dư một miếng chấm đây, đúng không? Cũng sai. Rồi chấm đằng trước này có sai không? Đằng trước này thì sai rồi, cái nãy mình bắt lỗi rồi, không phải chấm rồi, được chưa? Sai chưa? Vậy thì để mà mình tránh cái việc sai đó các bạn nhé, cô sẽ gom cái này thành nhóm này các bạn, group. Tức là dấu chấm phải đi với chữ, dấu chấm được một mình không được. Vậy tôi phải gom thành một cái nhóm. Và dấu gom nhóm là dấu móc tròn. Rồi, mình sẽ để dấu chấm đứng trước. À, sẹt sẹt chấm. À, sẹt sẹt W. Không, nó thường cái này không có số. Nó là gì? A móc từ A tới Z, hoặc từ A tới Z, đúng không? Hóa thường gì cũng được, đúng chưa? Và nó lặp mấy lần ạ? Hai lần hoặc ba lần, đúng không? Chấm com này, chấm bis, vân vân, đúng không? Vậy nó chỉ lặp đây. Nhìn nào, cái lặp này là cô để đằng sau này hai hoặc ba lần. Nhìn nhé, đây nè, cái lặp này cô đang để đằng sau cái dấu móc vuông này nè, A tới Z. Cho nên nó chỉ lặp A tới Z thôi. Nó chỉ lặp cái này thôi, đúng không? Rồi, cái cụm này lặp mấy lần? Cả cái cụm này lặp mấy lần? À, vậy thì cô phải để dấu sau dấu móc, móc tròn. Tức là cả cái group này nè, nó chỉ lặp một hoặc hai lần thôi. Vậy tôi sẽ để cái này là một hoặc hai. Ổn không? Được chưa? Hiểu không? Rồi thiếu cái gì nữa? Đố các bạn bây giờ đang thiếu cái gì nữa? Thiếu gì? Thiếu gì?
thiếu dấu mũ, dấu phụ và dấu đô la. Nó phải so khớp nha. Nếu không có dấu mũ và dấu đô la thì nó chỉ cần có một chuỗi như vậy, còn trước cái gì sau cái gì nó không quan tâm, hiểu không? Cho nên muốn so khớp cả chuỗi thì phải mũ và đô la. Đấy, hiểu không? Hiểu cái đó, đó. Rồi bây giờ test ha. Nhìn nhá. Kiểm tra nếu string email gắn bằng sc.next line đi ha. Nếu pattern email .match nhầm email .match match cái pattern email đó, nếu so khớp thì không có lỗi, nhưng mà nếu phủ định không so khớp, phủ định nè. Đây. Không so khớp thì phủ định thôi. Thì yêu cầu nhập lại đúng không? Email chưa đúng định dạng. À. Bây giờ nếu mà chưa đúng định dạng mà cho nó nhập lại thì sao ạ? Thì sao ạ? Bây giờ chỉ cho cách để xử lý try catch nha. Thực ra try catch các bạn học Java 2 lần, học môn sau á, nhưng bây giờ chỉ cách để xử lý try catch nha. Rồi bây giờ như này, ta tạm thời ta bỏ qua cái do while này đi. Cả cái này cô sẽ để try catch. Cái của cô nó bị đơ lắm rồi mới được. Đây nè, cô chỉ cho cách chỉ try catch nè nha. Cả cái này cô để try catch. Nếu mà nhập lại một anh thì sao ạ? Nếu mà nhập lại một thì mình phải try catch một cái. Đồng ý không? Hoặc là dùng cái gì? Dùng lặp đúng không? Dùng lặp đúng không? Dễ nhất là như này. Mẫu. Ok, cô sẽ để nó là gì? Try catch ha. Try catch đi. Try đi. Catch đi. Chỗ này các bạn để cho cô là exception nha. Rồi. Nếu cái này mà chưa đúng thì các bạn ném ra lỗi. Throw. Nếu chưa đúng các bạn ném ra lỗi. Nó sai thì throw. New exception. Ném lỗi ra. Văng lỗi cái ném lỗi ra. Đưa chuỗi này vào. Nó ném lỗi thì cái này bắt lỗi. System out green error lỗi cộng với ax.print get message. Đây, chỗ này ném thì chỗ này bắt. Và các bạn chỗ một chỗ ném chỗ bắt, bắt xong thì sao? Bắt lỗi, bảo lỗi xong mà muốn nhập lại thì phải quay ngược lại đúng không? Đồng ý không? Thì cái này cho các bạn ở đây, các bạn để là đú đú why. Why chủ. Đây. Nếu mà không lỗi, nếu mà lỗi thì các bạn văng ra lỗi, nó sẽ ném ra lỗi. Ném lỗi thì mình tiếp tục. Ở đây cô để là continue. Nó nhập lại. Còn nếu như không lỗi thì nó thoát khỏi do while luôn. Break. Đó. Chạy thử nhá.
Đây, chạy thử hai cái này cho bạn coi nè. Con đánh này lặp hoài, kệ nó đi từ từ. Cô gọi cái hàm nhập vào đây. Đúng không? Chạy thử nha. À, cái máy cô mở cái gì mà nó đơ ta? Không phải. Không phải đâu. Mày cô mới cài một cái phần mềm mới, cái Docker nó vậy á. Mày chậm quá à. Rồi bây giờ nhá. Nó lát thấy không? Nó lát không? Thấy không? Nó lát thấy thương luôn. ABC nè. Rồi bây giờ nhập email nhá. Ui. Đời dữ vậy. À, cô chưa có lời nhắc. Hiểu không? Rồi bây giờ nhập sai nhá. ABC nè. Amoc nè. Com nè. Lỗi nè, email chưa đúng định dạng, nó quay lại nó nhập nè. Đúng không? Bây giờ nhập đúng nè. Phương.tt nè, Amoc nè, fpt.edu nè, .vn nè. Nhập đúng rồi nó quay lại nhập họ tên tiếp nè. Đúng chưa? Chuẩn chưa? Chuẩn men chưa? Mà tại sao lại chuẩn men nhỉ? Chuẩn woman chứ. Rồi. Ok chưa? Vậy ở đây nè. Đầu tiên là cô tạo một cái mẫu. Xong cô cho nhập email. Nhập email. Đó. Nếu mà nhập đúng thì nó không rơi vào đây. Nó break luôn, ra khỏi Dubai luôn. Ok chưa? Còn nếu nhập sai thì nó ném lỗi nè. Ném lỗi thì nó văng, anh này bắt lỗi. Nó thông báo lỗi xong thì nó tiếp tục quay lại vòng lặp, nó cho nhập lại. Hiểu không? Ok không? Còn nếu các bạn không muốn try catch thì dễ hơn. Những cái bài toán này không nhất thiết phải try catch. À, có bài toán thì có cần try catch. Trường hợp nhập số thì tôi sẽ nói sau. Nhưng mà trường hợp này cũng có thể không cần try catch. Tức là đây các bạn khỏi cần try catch. Này cái này nè, bỏ nó đi. Không cần try catch nha. Bỏ nó đi nè. Ở chỗ này system operate nè. Bỏ ném lỗi đi nè. Các bạn sẽ thấy nó dễ hơn đúng không? Đó. Anh này thì các bạn bảo lỗi xong các bạn nhấn continue. Còn nếu không bảo lỗi thì break. Xong. Không lỗi gì cả, ok thì break ra ngoài. Đó. Đấy là muốn demo try catch các bạn thôi. Rồi. Tí nữa cô sẽ demo cái try catch trường hợp là số format exception đó, input format exception. Cái gì em? Email có cho dấu cách đâu? Đâu có. Sao nhập được dấu cách? Nhập dấu cách mình bắt lỗi này sao nhập được dấu cách? Ta bắt lỗi này rồi thì dấu cách bỏ tay. ABC nè. Các bạn muốn dấu cách nha. A cách B nè. Ý em là bắt lỗi này hả? Đương nhiên không được rồi. Đương nhiên không được rồi. Chặn lỗi này thì cỡ nào mà dấu cách. Em đã tạo mẫu rồi làm sao em nhập dấu cách được. Trong mẫu này không xuất hiện bất kỳ một dấu cách nào. Còn bạn nào mà gõ trong này có dấu cách thì đương nhiên nó cho rồi. Mình là người tạo mẫu mà. Rồi có ai thắc mắc chỗ này không? Chỗ này ok chưa? Tương tự cho cái gì ạ? Tương tự cho số điện thoại. Số điện thoại thì quá dễ, tạo mẫu quá dễ. Nếu là các bạn từ 0 đến 9. Bây giờ là số điện thoại nhé. Các bạn copy luôn anh này xuống nè các bạn. Rồi. Cái này chỗ này là các bạn là gì đấy ạ? Số điện thoại. Đấy. Đây là pattern số điện thoại. Rồi bây giờ bạn nào viết cho cô được cái số điện thoại nè. Với điều kiện là số điện thoại nó thỏa mãn như này các bạn này. Số đầu tiên phải số 0.
Số đầu là số 0. Sau đó số thứ hai là số mấy ạ? Số 9 hoặc số 2 à? Là 9, 3, số 2 đúng không? Còn số nào nữa không? Rồi, tổng có 10 hoặc 11 số. Rồi, ai làm câu được cái mẫu này vẫn phải mũ vào đô la nha. Không có mũ đô la là trật ạ. Ai giơ tay làm cái này? Cương hả? Ok rồi, móc vuông ra số 0. Không phải nha. 932 không phải. Phải trật ạ. Rồi, xẹt xẹt đê. Đúng rồi. Đúng. Chính xác. Nhưng mà số 0 nếu để vậy thì em không cần móc vuông nhá. Hiểu không? Một mình nó thì không cần móc vuông. Để số 0 thì đồng này cũng phải số 0. Chính xác. Chuẩn đấy. Tuyệt vời. Vậy thôi các bạn, dễ vậy đó. Đó, thực ra phức tạp nhất thì vẫn là email thôi. Còn mấy cái khác nó dễ lắm. Rồi, nhập cái gì? Nhập số điện thoại. Test thử nha. Số điện thoại bằng ok, continue rồi, ok, test thử nè. F6 ABC. Email ABC, trật nhập lại đúng không? Edu là cũng nhập ok nè. Rồi nhập số điện thoại nè. 0123 nè, trật nè. Đúng chưa? 0. À, vẫn đủ 10 số. À, 2 có 5 6 7 2 4. 5 6 7 8 9 10. Vẫn trật, đúng không? Vậy bây giờ mình sẽ 0 nè, 9 0 1 2 3 1 2 3 2 4 6 8 9. Cũng trật, thêm số 10 là đúng nè. Thấy chưa? Ok không? Hả? 11 vẫn ok. Vậy là số thứ nhất là số 0, số thứ hai là số 2, số 3 hoặc số 9 thì mới thỏa mãn. Và tổng của nó phải là 10 hoặc 11 số. 11 thì em có thêm số nữa. Hiểu không? Đấy. Rồi. Đấy, bắt lỗi vậy đó. Hiểu chưa? Con số chứng minh nhân dân cũng vậy, dễ đúng không? Khỏi cân nhá. Quy ước là do mình. Rồi, cô dừng cái bài này ở đây được không? Ok.